Xin chuyển sang thông tin trong lĩnh vực nông nghiệp. Thưa quý vị, theo Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam dự báo, từ nay đến đầu tháng 4 năm 2022, tại Long An và các tỉnh miền Tây, xâm nhập mặn tiếp tục diễn ra ở khu vực cửa sông chính. Trong đó, trên hệ thống sông dầm cỏ, độ mặn vào sâu từ 80 đến 90 km. Tuy nhiên, trong thời gian trên, tại dùng giữa đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có Long An, sẽ có thể xâm nhập sâu từ 52 đến 60 km, làm ảnh hưởng thời đoạn đến các cửa lấy nước vào những ngày triều cường lên cao. Từ ngày 30 tháng 3 đến 2 tháng 4 2022, dùng dân biển Long An được xem là có thể bị ảnh hưởng đến sản xuất cả mặn và ngọt ở dùng này. Mặn bất thường, hạn hán thiếu nước có thể xảy ra ở các vùng chưa có kiểm soát mặn triệt để. Vì vậy, cần tăng cường công tác giám sát mặn và cần cập nhật các bản tin dự báo thường xuyên để có giải pháp ứng phó. Cùng thời gian này, tại sông Dàm Cỏ Đông và Dàm Cỏ Tây, triều cường lên cao nên nồng độ mặn trên sông sẽ có xu hướng tăng mạnh. Qua đó, công tác vận hành các cống lấy nước phục vụ sản xuất nông nghiệp giữa hai sông Dầm Cỏ cần chú ý để có biện pháp công trình ngăn mặn kịp thời, tránh ảnh hưởng tới quá trình lấy nước sản xuất nông nghiệp.